hiện tại mình đang có mặt tại buổi tiệc thôi nôi mừng tuổi của bé Lâm Vị. Thì ngày hôm nay mời mọi người sẽ cùng theo chân mình để ngày hôm nay khám phá những cái khoảnh khắc rất là thú vị và lưu lại làm kỷ niệm ngày hôm nay nhá. Xin mời. Sẽ cùng xem một chút ảnh của bé Lâm Vị ngày hôm nay nha. Đây sẽ là một món quà mừng của cho bé Lâm Vị tuổi mới nha. Chúc bé Lâm Vị là mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nha. Khoan, nhưng mà mình giới thiệu là bộ ba gì? Cái gì? Đừng có nói vậy. Bộ ba chưa có tên nha mọi người. Rồi, và mọi người có thể chia sẻ một chút cảm xúc trong buổi tiệc ngày hôm nay được không ạ? Thôi đừng có nói trước em. Nào, thời gian thì có hạn, mình trả lời nhanh cho mọi người dùm mình nha. Thấy vui. Nói chung là xin vía vài năm nữa có em bé như em mèo. Chúc em mèo ngoan trông lớn, không bị 15 đánh ha. Cảm giác là mình rất là vui và hạnh phúc bởi vì mình đã chứng kiến hành trình Lâm Vị từ lúc chị Lâm có bầu cho tới lúc chị Lâm sinh ra, sau đó là bây giờ MV đã có tuổi rồi. Thì mình chúc MV là tuổi có tuổi mới thì luôn luôn ngoan ngoãn, lớn lên là xinh đẹp nè. Dì Nguyệt với lại dì Thư đúng không? Chơi là gì đúng không? Chờ Lâm Vị 20 năm nữa đi nhậu chung nha. Đại diện cho chị Trần Huế ngày hôm nay không có mặt tại đây, anh hãy gửi một lời chúc mừng đến bé Lâm Vị ngày hôm nay đi ạ. Chú Thiện cũng có một số lời gửi chúc cho mèo ha, là mau ăn chóng lớn rồi lớn lên xinh đẹp ngoan ngoãn ha, khỏe mạnh ha. Ủa mèo cũng cho gia đình của chú Thiện xin vía là cũng ngoan ngoãn trắng trẻo như mèo. Rồi, cảm ơn chú Thiện rất là nhiều. Cảm xúc hôm nay thì thật sự chị thấy không gian rất là ấm cúng đúng như cái tình cảm của hai vợ chồng và là ba mẹ của bé mèo. Thì cũng nhân dịp này chị chúc bé mèo mau ăn chóng lớn và mãi sẽ là cục cưng của đại gia đình tất cả mọi người. Chúc bé càng lớn càng xinh giống như mẹ của bé vậy. Cái này là quá ý nghĩa rồi luôn mọi người. Chúc cho bé mau ăn chóng lớn và luôn vui vẻ mạnh khỏe. Cảm ơn anh Lê Trương Thịnh rất là nhiều. Một người rất là quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay, một người mà phải ngồi ở vị trí này chứ không thể ngồi vị trí nào khác. Thì chào mọi người, mình là Linh, là bạn đồng nghiệp của mẹ của Lâm Vị. Thì hôm nay là chúc Lâm Vị luôn xinh đẹp nè, ngoan ngoãn và mau ăn chóng lớn nha. Chúc bé Lâm Vị tuổi mới hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn. Chúc con một đời bình an nha. Chúc em bé Lâm Vị mèo con mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nè, khỏe mạnh cho mẹ nhờ nè. Đây xin chào, ngàn nhau gặp. Với tay chưa, với tay nhiệt tình nha, với tay nhiệt tình lên các anh em ơi. Chúc bé Lâm Vị ăn no trông lớn, học giỏi, xinh đẹp nhất cõi đất. Hôm nay sinh nhật bé Lâm Vị, chúc bé Lâm Vị luôn dễ thương, xinh đẹp, tài năng và luôn tỏa sáng cho ba mẹ tự hào. Em chúc bé Lâm Vị sẽ mau ăn chóng lớn và học thật giỏi. Có cánh tay phải thì phải có cánh tay trái. Anh Vương có thể dùng người một lời chúc đến bé Lâm Vị ngày hôm nay không ạ? Chúc bé Lâm Vị mau ăn chóng lớn, càng lớn thì càng xinh, dễ thương và đặc biệt là phải ngoan. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với một trong những người em thân thiết nhất của chị Lâm luôn. Một trong những người em mà tiệc nào cũng có, từ đám cưới cho đến ngày hôm nay là thôi nôi của con chị ấy. Chúc bé Lâm Vị sau này lớn sẽ luôn luôn xinh đẹp. Có gì đâu mà anh em chung hết rồi. Bản thân của chị Lâm, chúc bé Lâm Vị luôn dễ thương, càng lớn thì càng xinh đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống. Cái này là phải khúc nha, khúc mới được lên hình đó. Chúc bé càng lớn càng xinh càng đẹp. Thôi rồi, như đó thôi à. Chào mọi người, bây giờ mình sẽ gặp một nhà thơ mới nổi của lầu 6 nha. Thì đây là em Tường Nguyên. Nhưng mà hôm bữa chúc rồi, giờ chúc lại kỳ lắm. Không kỳ. Chị em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngon. Chúc Lâm Vị tuổi mới hay ăn chóng lớn, vâng lời mẹ Lâm. Em tên Uyên, em chúc bé Lâm Vị ngoan chóng lớn, thật là xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu. Mình tên là Hằng Nga, mình xin chúc bé là sẽ mau ăn chóng lớn, sau khi lớn sẽ không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ trong nước trong nguồn chảy ra nha. Chúc Lâm Vị sẽ có một tuổi mới thật là hạnh phúc, vui vẻ, mai hay ăn chóng lớn và cuộc đời bé sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn. Chúc
Lâm Vy sẽ là em ngon chóng lớn, rắn xinh đẹp luôn. Anh chúc cho Lâm Vy, bé Lâm Vy ngày càng xinh đẹp giống mẹ, mau ăn chóng lớn. Em chúc bé Lâm Vy ăn mau chóng lớn, mai mốt lớn sẽ vâng lời cha mẹ. Chúc bé Lâm Vy có một tuổi mới thật bình an, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Thì em chúc cho bé Mèo sẽ có một cái tương lai thật là tươi sáng, cũng như là luôn luôn mạnh khỏe và bình an bên gia đình của mình ạ. Chúc cho bé Lâm Vy thì sẽ là mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với em. Và chúc em sẽ luôn ăn mau trong lớn và luôn ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ nha. Hơn hết thì chúc bé Lâm Vy một tuổi mới thật là bình an và thật nhiều sức khỏe để đỡ bớt sự vất vả cho bố mẹ mình chẳng hạn. Chúc bé Lâm Vy mau ăn chóng lớn và lớn lên sẽ xinh đẹp vui vẻ, và chúc cả nhà anh Hải sẽ là ba người vui vẻ hạnh phúc nha, và có thể sẽ đón thêm thành viên mới nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng gặp vị khách mời cuối cùng trong vlog đặc biệt ngày hôm nay nha. Xin chào chị có thể giới thiệu một chút về mình được không? Đây, chị là bà Tiên Hắc Ám, bà Tiên thứ 13. Hôm nay đến sinh nhật thì sẽ cho bé Lâm Vy một lời chúc cuối cùng nè. Bà Tiên chúc con nè lớn lên xinh đẹp như hoa, ngủ một giấc ngàn năm và gặp được hoàng tử của con nhé.